Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thảo luận về kế hoạch 5 năm phát triển khu kinh tế Thái Bình, chủ trương về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, báo cáo về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm phát triển khu kinh tế Thái Bình là tập trung xây dựng khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, xây dựng phát triển khu kinh tế Thái Bình toàn diện cả về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển. Theo tờ trình, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, lĩnh vực công nghiệp sẽ thu hút một số dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, trong đó nghiên cứu bố trí riêng một khu công nghiệp hoặc một số phân khu công nghiệp có diện tích từ 100 đến 200 hectare cho các dự án công nghệ cao, công nghiệp y dược, công nghiệp sạch không carbon sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trong khu kinh tế đạt 125 đến 130 triệu đồng một người một năm, bằng 1,5 lần so với mức bình quân chung của tỉnh, tạo việc làm mới cho 40.000 đến 50.000 lao động, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 20 đến 25% một năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 41%, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn. Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các mục tiêu, 10 nhóm giải pháp và 7 nhóm nhiệm vụ được nêu. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kế hoạch này là cụ thể hóa một trong những mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Đồng chí đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành đã rất trách nhiệm trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch, đồng thời khẳng định về cơ bản dự thảo kế hoạch đã đạt yêu cầu, các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra cơ bản sát, đúng, phù hợp với yêu cầu thực tế, thể hiện được quyết tâm khát vọng và có tính khả thi cao. Nếu chúng ta đã xác định rõ như vậy, biến nó trở thành quyết tâm, biến nó trở thành cái định hướng cho hành động và huy động được sự vào cuộc trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp của nhân dân, thì chúng ta có một niềm tin to lớn rằng chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế Thái Bình như dự thảo kế hoạch này đề ra. Và nếu như vậy thì có nghĩa là chúng ta cũng thực hiện được, hiện thực hóa được cái nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 20 đã đề ra, đó là xây dựng phát triển khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm và động lực phát triển và phát triển tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá. Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định nếu điều này, nếu chúng ta cùng nhau quyết tâm và thống nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu dự thảo kế hoạch cần tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong đó phần số liệu cần xác định đúng và có căn cứ, đồng thời không chỉ xây dựng trên cơ sở chuyên môn khoa học mà phải gắn vào đó khát vọng, quyết tâm đã được khẳng định có cơ sở và có tính khả thi trong quá trình triển khai thực tiễn thời gian qua, cũng như phân tích những cơ hội thuận lợi thời gian tới trên cơ sở làn sóng đầu tư vào Việt Nam và sức hút của khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí yêu cầu một số nội dung cần tính toán cho kỹ như mục tiêu thu hút vốn đầu tư thứ cấp, các khu đô thị, thương mại, dịch vụ sao cho phù hợp, chính xác, nhất là phải xem xét đến những yêu cầu hàng đầu cần phải tổ chức làm ngay. Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện, nhất là điều kiện mặt bằng là hết sức quan trọng, thì phải ghi rõ vào đây. Nhiệm vụ thứ 6 thì đề nghị các ông chí phải nói rõ là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và quản lý hoạt động đầu tư. Như ý nãy tôi nói, không thể không quản lý hoạt động đầu tư được. Đồng thời là phải xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ để mà có cái phối hợp đồng bộ nhiệm vụ giữa ban quản lý và chính quyền địa phương. Đây là một giải pháp mà tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mong các ông chí phải lưu ý cho. Giải pháp thứ 7 ấy là không chỉ là đào tạo thu hút nguồn nhân lực đâu, mà cái quan trọng hơn cả là ta phải đảm bảo cung ứng lao động. Các nhà đầu tư vào đây ai cũng hỏi là nguồn lực lao động này nào, tôi cần lao động có không? Nhà nước có hỗ trợ gì không? Thì giải pháp này đầu tiên phải là đảm bảo sẵn sàng về nguồn lao động. Và sau đó mới nói đến chuyện là đào tạo thu hút hoặc là hỗ trợ cung ứng lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu bổ sung giải pháp nâng cao năng lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh,
công tác quản lý địa bàn và quản lý dân cư phải đặt lên hàng đầu và phải làm tốt. Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Tại hội nghị chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua tờ trình về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, xem xét thảo luận về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và một số nội dung của công tác cán bộ.